Xin chào các bạn đến với kênh Net Media CCTV chuyên mục kiến thức máy tính. Trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách cài đặt lại phương thức nhập liệu của bàn phím, hay còn gọi là keyboard method, trên Windows 11. Thì những cái dấu hiệu nào để nhận biết được mình sử dụng những cái nhập liệu bàn phím mình chưa có phù hợp để mà mình cài đặt lại? Thì ví dụ như bạn đang ở trong một cái chế độ gõ tiếng Việt, thì bạn nhấn phím Shift và nhấn cái số 2, thông thường thì nó ra cái chữ A cộng. Nhưng trong khi đó các bạn nhấn phím Shift và nhấn số 2 thì nó ra là chữ Ớ. Và như vậy khi bạn nhấn phím Shift kết hợp với cái dãy phím số trên bàn phím chính của chúng ta, ví dụ như Shift với số 1, thì đáng lẽ nó ra cái chữ dấu thăng nhưng nó ra dấu Á. Tương tự như vậy, các bạn nhấn Shift số 4 thì đáng lẽ là nó ra đô la, nhưng mà nó không có ra đô la mà nó ra chữ O. Đó là trong cái chế độ chúng ta bật cái trình gõ tiếng Việt của chúng ta. Khi các bạn tắt cái trình gõ tiếng Việt thì nó vẫn không có gõ đúng như các bạn mong đợi. Nó vẫn là Shift số 2, nó vẫn là ra chữ Ớ nha các bạn. Như vậy, cái phương thức nhập liệu của bàn phím của chúng ta nó chưa phù hợp. Để cài đặt lại phương thức nhập liệu của bàn phím thì nó không có khó khăn. Chúng ta sẽ thực hiện bằng cách sau. Đối với Windows 10 cũng như là Windows 11 giống như nhau, bạn vào cái nút Search này, các bạn gõ Setting. Enter. Những cái giao diện hệ thống trên Windows 11 nó cũng hơi khác so với Windows 10 một chút. Nhưng nhìn tổng thể thì các cái ký hiệu và các cái chữ mô tả nó đều rất là dễ nhìn. Ở đây thì các bạn vào cái mục là Device nè các bạn. Trên cái mục Device này mình nói thêm, nó quản lý rất là nhiều các thiết bị của chúng ta, thiết bị nhập liệu đầu vào của chúng ta, như là Bluetooth, printer, camera, mail, touchpad, typing. Cái typing này đó là phương thức nhập liệu bằng bàn phím của chúng ta. Các bạn có thể click vào. Ở cái typing này thì các bạn không cần chú ý gì nhiều, bởi vì mình đang đi vào cái việc là cấu hình lại cái phương thức nhập liệu. Cho nên bạn kéo dài xuống phía dưới, bạn vào cái chỗ Advanced Keyboard Setting. Thì cái chỗ Advanced Keyboard Setting này thì nó có rất là nhiều cái keyboard đã được cài đặt cho các bạn mặc định. Có những cái máy tính thì các bạn chỉ có một hai cái method keyboard thôi, ví dụ như bạn chỉ có là English hoặc là Vietnamese, cái hai cái này. Và có nhiều cái máy tính thì các bạn sẽ được mặc định cài rất là nhiều cái loại bàn phím như thế này. Đó. Tiếp theo bạn phải vào cái mục là Input Language Hotkey. Đó, khi vào cái mục này thì các bạn có thể cấu hình cái phím nóng của chúng ta để chúng ta chuyển đổi giữa các cái bàn phím của mình. Ví dụ như bạn ở trong cái mục này mình đang cấu hình là cái phím là On cộng phím Shift, thì nó sẽ ra các cái method keyboard để chúng ta lựa chọn. Mình nhấn phím On và phím Shift này các bạn thấy không, nó ra rất là nhiều cái method keyboard. Cái trên máy tính của chúng ta cài đặt ở đây, các bạn thấy nó có rất là nhiều cái đây. Thì khi bạn cài đặt cái hotkey này thì bạn chỉ cần nhấn cái hotkey đó để các bạn xài, giống như bây giờ mình xài cái hotkey đó là On Shift, thì mình chỉ cần nhấn On Shift. Đó. Thì mình sẽ đổi qua cái loại bàn phím khác. Thông thường các bạn có thể đổi qua cái loại bàn phím là English United States này, thì các bạn sử dụng. Thì mình gõ lại thử xem được không à. Shift số 2 thì nó ra A cộng bình thường nè các bạn. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng được bình thường. Shift số 3 ra phím thăng. Và Shift dấu gạch nhọn thì nó sẽ ra dấu gạch nhọn. Khi các bạn gõ tiếng Việt thì vẫn ra bình thường tiếng Việt, chứ không phải là các bạn chọn cái method là English
United đó, thì nó sẽ không gọi tiếng Việt được. Đó, nếu là các bạn chọn cái Vietnamese keyboard này nè, thì các bạn lại nhấn phím shift số 2, nó gây ra chữ ớ nữa các bạn, nó không đúng đó, thấy chưa. Do đó các bạn sẽ chọn lại là English United hoặc là US keyboard này, để các bạn có thể sử dụng nó vừa của hệ tiếng Anh và vừa của hệ tiếng Việt được luôn. Có nghĩa là các bạn gõ tiếng Việt được bình thường đó. Và đồng thời các bạn kết hợp phím, các phím này cũng được bình thường đó. Đó, quan trọng các bạn sẽ vào Input Language Hot Keyboard này, các bạn cấu hình lại cái phím tắt của mình, để mình có thể là mình chọn cái phím tắt của mình để mình có thể là gọi nhanh cái việc thay đổi bàn phím của chúng ta. Và ở đây bạn có thể cấu hình lại các cái phím nóng của chúng ta. Ví dụ như khi mà bạn sử dụng cái phím mặc định của nó on shift thì bị trùng trên một cái phím nào đó của cái phần mềm của chúng ta, thì các bạn có thể sử dụng sang những cái phím nóng khác mà mình có thể cấu hình lại. Ví dụ như là control shift này chẳng hạn này các bạn, nó rất là nhiều cái nè, các bạn có thể chọn trong những một trong những cái phím này, các bạn phải nhớ luôn nha. Như vậy trong cái video hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cấu hình lại cái phương thức nhập bàn phím của chúng ta để tránh cái lỗi nhập không đúng ký tự. Mình tóm gọn lại một cái nữa, các bạn có thể vào mục setting và chọn ngay cái mục là typing. Khi đó các bạn kéo xuống chỗ Advanced Keyboard Setting và các bạn vào cái chỗ Input Language Hot Keyboard để các bạn cấu hình lại cái phím nóng của chúng ta khi gọi cái method keyboard của chúng ta. Mặc định của nó là on shift, và các bạn có thể vào change keyboard này để các bạn chọn lại cái những cái phím nóng gọi lên cái input language. Thì khi mà bạn nhập liệu một văn bản mà nó bị lỗi, ví dụ như nhập là phím shift số 2 thì nó ra chữ ớ chẳng hạn, thì các bạn phải nhấn phím on shift. Khi mà cấu hình trong này là on shift rồi nè, cấu hình trong này on shift, thì các bạn nhấn chữ on shift thì cái input method keyboard này nó sẽ bật lên cho các bạn rất là nhiều cái loại bàn phím mà các bạn chọn cho phù hợp với mình. Ừ, các bạn chọn loại US keyboard này sẽ được hết cho cái việc là gõ tiếng Việt cũng như cái việc không bị lỗi ký tự. Đó, shift 2 nó ra bình thường. Bên đây video clip cũng khá dài và cái lưu lượng mình đã truyền tải hết đến cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem đến hết cái video. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái thủ thuật của Windows tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.